Xin chào tất cả anh em nhà mình nhá. Chương trình lại lên kiếm lại với một cái Big Boss nha anh em. Vốn này là vốn không đồng anh em ạ. Hôm qua chuyến mạch quá. Cái vòng quay điểm này có tận ở 5 triệu điểm anh em ạ. Quay bao giờ mới hết đây anh em. Nay sẽ quay vài tay rồi lấy cái số vốn đấy đi vào chiến đấu anh em. Hôm qua đánh lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống. Thành ra tích được cái điểm gần 5 triệu anh em ạ. Quay tầm 10 tay đi anh em ạ. Toàn 83k, chưa thấy pha nào được 80 mấy củ cả anh em ạ. Bây giờ con game Big Boss này, anh em càng chơi càng đặt cược nhiều, anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng anh em. Mười tay xem được bao nhiêu anh em? 4.900 điểm. Nếu mà cái điểm này mình không quay thì đến 2-3 giờ không không nó lại hết đi anh em ạ. Nó xóa hết đi. Anh em tích được cái điểm này thì anh em phải mỗi ngày anh em phải vào quay hết đi. Nếu mà hôm nay ăn thì sẽ vứt bỏ cái điểm này. Nếu mà không ăn thì sẽ quay hết nhỉ. Quay được mấy tay vậy? Đủ 10 tay chưa? Tay cuối cùng nha anh em. Được 8 9 tay rồi. Không đếm rồi. Ok anh em nhé, được bao nhiêu vậy? 800k anh em ạ. Nếu anh em nào chưa tải con game BigBot thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em tải nhé. Nếu mà anh em muốn nạp và nhận khuyến mại này, nạp đầu anh em mà nạp 100k anh em sẽ được 58k này. Với lại cả cái code ngẫu nhiên 20k cho đến 800k đấy anh em ạ. Mình chúc anh em may mắn khi anh em đăng ký dưới link phần bình luận, anh em sẽ nhận được cái code 800k anh em. Nào chiến thì cứ phải làm tí mini game anh em ạ. Rồi sau đó mình vào bắt cầu kiếm một hai củ ở bắt cầu nó uy tín đấy, vốn nhỏ quá bắt cầu nó không ổn anh em ạ. Hai trăm thì dưới bốn này đi liều mới là bú nhiều nhưng 3 lít thì để lại củ anh em. Ui 900 này lục ngay anh em ạ. Đầu tiếp đi. Đoán phá củ chín. Bích đi. Ok anh em. Sẽ vào bắt cầu bên buôn buôn nhanh. Muốn tầm cỡ này vào quả cầu đẹp thì lại chốt lái. Xin chào tất cả các đại gia. Đấy. Cái buôn năm ăn hai cửa với hai cửa cái này vào phát cầu kèo này tốt nhất là anh em nên xóa sổ không đấy anh em ạ. Nhìn phát quá quen thuộc những quả cầu ra đảo biết đâu cái và lẻ phần này anh em đấy thấy chưa anh em xoay cầu chuẩn như thế này làm sao mà thua được đúng không anh em. Với tiếng là bạc cơ thì 2 lít cơ này với lại thì theo 1-1 thì 1-1 hơi dài đấy nhưng mà 3 cửa này khả năng tỷ lệ ăn nó rất là cao thấy chưa. 4-4 này 4-9 này đúng là cái cửa bé mới 4-4 này. Cầu này cầu 212 đi dài quá đéo biết đây nhưng mà thôi bắt mẹ cái cửa bích đi tắt tay phát xem
lại lên mới cú ơi sợi 46 tưởng cái bun bun chứ lên được chân như này vẫn bun bun đen thôi tả thì quên đi xin nhẹ hai tải trên này nào anh em xem video thì đừng quên cho mình một nút like một nút đăng ký kênh nhé 1 2 3 xem có phải không anh em ạ ui không phải anh em ơi suýt nữa vào cùng một đi dài vậy thế lại bỏ đây anh em tiếng này lại bỏ đây anh em bao giờ cũng khá may mắn nhưng mà vào cái cũng chỉ vài lẻ chả mất bao nhiêu vốn gọi là không đồng lên được 9 củ rồi đó anh em cùng một đi dài nhỉ anh em gấy cũng chơi anh em ạ liều xem có bú nhiều không thấy chơi con game bot này vốn nhỏ nếu mà vào gặp được quả cầu đẹp ấy thì mình vẫn có thể lên được vài chục anh em ạ nếu mà cầu không đẹp ấy vào vốn bao nhiêu vào cũng bay hết thôi anh em xin một pha bùn bùn nữa thì chốt thôi anh em dạo này ăn non anh em ạ lâu lâu thì mình tham một lần thôi cầu 212 chuyển sang cầu 22 cầu 22 pha này all in lại tiếp tục all in một thêm một tay nữa anh em ạ bắt một pha cầu 123 tiếng này nhất bet phải bắt 123 thắng thua là kết thúc rồi anh em ạ lên con đầu người nào ui lại bùn một chán thế nhở anh em được 18 củ anh em ạ tình hình thế này cái chuẩn bị đỡ mình đi anh em ạ thôi vốn không đồng chốt 18 củ cho nó đẹp anh em thấy tuyệt vời không anh em nếu anh em nói chiến đấu thì mình chúc anh em may mắn chiến thắng nha anh em bye bye anh em